Xin mời các bạn đã đến với kênh cuộc sống hàng ngày của mình các bạn nhé. Đây mình đang nhặt rau. Mình đang nhặt rau để làm nấu ăn các bạn ạ. Mình nhặt rau. Rau để làm nấu. Ăn nấu. Cái rau này chúng ta nó non đấy. Chúng ta để cả cây chúng ta có thể nó non đến đâu chúng ta để đến đấy. Từng cây một thế này để cho nó sạch những cái rau ở trong bẩn ở trong này nhé. Ta rửa từng cái một để cho nó sạch, cho nó sạch đất nó bám vào trong cái ké ăn lá này chúng ta phải ngâm. Thì rửa sạch sẽ đi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ thay nước khác nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ thay nước khác. Thay nước khác để chúng ta chuẩn bị cho rau vào đây chúng ta rửa lần nước thứ hai. Cái nước nó lớn này, nó lớn thì chúng ta sẽ rửa từng cái một để cho nó khô. Sau đó chúng ta ăn, chúng ta làm cho vào trong nồi chúng ta ăn. Chúng ta sẽ rửa từng cái một các bạn nhé. Chúng ta rửa từng cái một thì nó sẽ rất là sạch.
sẽ để cả cây như thế nào. Khi chúng ta cho vào nồi lẩu, chúng ta thích ăn, chúng ta thích bạn làm đôi để vặn, và chúng ta thích để cả cây ăn cho nó giòn thì chúng ta nướng. Cây một, bây giờ các bạn xem nhé, chúng ta đã rửa xong một rổ rau rồi các bạn ạ. Chúng ta rửa xong một rổ rau rồi, và bây giờ chúng ta nước nó rót vào đây đó, chúng ta sẽ lấy cái chậu này, chúng ta lấy xuống dưới để cho nước nó rót hết. Nó rót hết thì sau khi chúng mình ăn nhé, chúng mình ăn lẩu đấy thì nó sẽ rót bớt nước đi các bạn ạ. Nó bây giờ chúng ta dựng cái rau lên như thế này, dựng cái rau lên như thế này để cho nó rót nước các bạn nhé. Rót cái nước ra mình rửa đi để giúp mình cho vào cái xoong lẩu mình ăn, nó sẽ không bị nhạt nước đi, không bị nhạt nước dùng của mình đi nhé. Đó, vậy bây giờ chúng ta sẽ chờ cho cái rau này nó khô, thì khi chúng ta ăn ấy, này cái cây rau này mình còn để nguyên như thế này, nó rất là hấp dẫn. Khi mình ăn ấy thì mình cũng có thể là mình vặn ra làm đôi, mình cho vào mình ăn nửa gốc nửa ngọn. Nhưng mà mỗi người một sở thích khác nhau. Có người thì thích ăn cả cây này nó vừa giòn. Nếu vặn ra thì cái lá này nó sẽ ăn riêng, và cái cọng sẽ ăn riêng thì nó sẽ không ngon. Nhưng mà mình ấy thì là mình sẽ ăn cả lá lẫn cả cọng. Mình ăn như thế nó mới giòn, nó mới ngon các bạn nhé. Còn nếu chúng ta vặn ra thì nó sẽ không còn cái độ giòn nữa. Và chúng ta sẽ ăn lá riêng và ăn cái cọng riêng thì nó mất ngon. Nó thì nó lại không còn cái độ giòn của rau nữa. Nên là vì vậy mình sẽ để cả cây rau như thế này. Đó các bạn ạ, mình để cả cây như thế này để mình ăn. Đó. Nhưng mà trước khi mình rửa là mình sẽ ngâm đi, và sau đó mình sẽ là rửa lần thứ nhất, mình sẽ rửa từng cây một các bạn. Mình sẽ phải rửa từng cây một đây các bạn. Những cái kẽ lá của cái rau này nó rất là sạch. Đó. Nên chúng ta phải ngâm đi, xong bắt đầu chúng ta mới rửa từng cây một thì là nó sẽ không còn cái đất nó dính ở trong cái kẽ lá này nữa. Vậy mình xin chào tạm biệt các bạn ở video này, chúng ta xin hẹn gặp nhau vào video lần sau nhé.